Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Sin Dino. Và đây là ba cái hộp khủng long mới trong video hôm nay của mình các bạn. Cùng với mình inbox xem đây là những bạn khủng long nào và cách hoạt động ra sao. Đầu tiên là hai cái hộp khủng long này các bạn, thì đây là hai con khủng long có khả năng bay trên bầu trời. Yeah. Đây các bạn, mình lấy ra cho các bạn xem. Đây, đây là một bạn khủng long đi bằng bốn chân. Đó, có một cái mái vờm ở trên lưng và cái đuôi khá là dài. Trên đầu của bạn này, trên lưng này thì nó có bốn cái cánh quạt, nó giống như một cái máy bay các bạn. Thì đây là phiên bản khủng long máy bay nha các bạn. Đây là một cái dây sạc để đi kèm. Ok, rồi đây là một bạn màu nâu. Còn đây thì một bạn màu vàng khác. Đó, hai bạn này đều có khả năng bay lượn trên bầu trời các bạn. Đó, khủng long bay lượn trên bầu trời với những cái dây sạc như thế này. Rồi, đây các bạn, bây giờ mình thử bật công tắc coi nó có bay được không nha các bạn. Và các bạn nên giữ lại nha, một chút xíu. Mình buông ra là nó bay luôn các bạn. Thôi để mình lấy dây mình cột lại đi cho chắc ăn nha. Lấy dây cột lại thì nó bay luôn các bạn ơi, bay luôn á. Ghê chưa. Rồi, hai cái con khủng long mà máy bay này á, thì các bạn không nên chơi một mình mà phải có người lớn chơi chung nha các bạn. Ok, mình đã cột cái dây lại các bạn. Đây, cột vô cái chân nó đi để phòng nó bay luôn các bạn. Thì mình công tắc lên nha. Mình buông ra nó bay nè các bạn. Nó bay luôn á. Nè, mình dỡ cao một xíu cho nó bay nha các bạn. Nè. Nó bay luôn các bạn ơi. Đó, nó bay luôn nè. Để chưa? Buông ra nó bay luôn. Quá ghê gớm các bạn ơi. Trời ơi, nó bay đi luôn. Mình phải đi lại đi lượm nó theo nó. Bạn dí theo nó đi lượm á. Ôi quá ghê gớm. Hai con khủng long có khả năng bay trên bầu trời. Đây là phiên bản khủng long máy bay nha các bạn. Và tiếp theo là cái túi khủng long có 12 con như thế này, có giá là 179.000 trên Shopee. Đây là bản Animal World nha các bạn. Ok, đổ ra hết nha các bạn. Wow, nó sắp chồng lên nhau luôn các bạn ơi. Kinh khủng kiếp chưa? Hay chưa? Làm sao có thể như vậy được ta? Quá đẹp tuyệt vời nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy từ trên xuống dưới nha các bạn. Đầu tiên là bạn khủng long nào đây? Coi chừng nó rớt nha các bạn. Ngã hết luôn rồi. Bạn khủng long đuôi búa Ankylosaurus đã làm tất cả các bạn như đây ngã ra luôn. Oh no. Ok, đây là Ankylosaurus nha các bạn. Rồi, mấy bạn này ngã rồi, xích ra xíu cho tôi đứng xuống coi. Đó, Ankylosaurus khủng long đuôi búa. Tiếp theo là một bạn Abatosaurus màu nâu, cà phê sữa bạn ơi. Rồi, cho đứng xuống luôn. Abatosaurus nha các bạn. Rồi, tiếp theo nào. Spinosaurus, một bạn khủng long cá sấu. Ôi, các bạn này cái màu cũng hơi tẹp tẹp các bạn ơi. Spinosaurus. Ok. Rồi, các bạn mới giúp dích nè. Ceratosaurus nha các bạn. Một bạn Ceratosaurus, một bạn khủng long ăn thịt khác, có màu đỏ và màu cam. Rất là đẹp luôn, đánh nhau với Spinosaurus thử coi ai chiến thắng. Stegosaurus, một bạn Stegosaurus, một bạn khủng long gai khác, rất là đẹp. Rồi, Stegosaurus cho đứng vô giữa luôn. Một bạn khủng long Pachycephalosaurus, một bạn khủng long cụm đầu, có cái đầu cứng như thế này nè, nó cụm bùm 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 mấy các bạn. Đó, Pachycephalosaurus nha. Cho đứng xuống luôn. Bạn không biết đứng được nữa trời.
Pachycephalosaurus is a small herbivore that belongs to the Pachycephalosauridae family. Một bạn Triceratops khác, một bạn Triceratops khủng long ba sừng. Bạn này không thấy con mắt luôn. Một bạn Triceratops đó bạn. Đó, 360 độ của bạn này. Rồi. Cho đứng xuống luôn, vô giữa luôn. Một bạn Amagasaurus, một bạn khủng long cổ dài ăn cỏ kích thước lớn, có hai cái dãy sừng song song ở trên lưng như thế này. Amagasaurus. Một bạn Parasaurolophus các bạn, một bạn khủng long thỏi càng, kích thước cũng tương đối là lớn nha các bạn. Đó, bản này giống các bạn original trong Jurassic Park các bạn. Tiếp theo là một bạn Dilophosaurus các bạn ơi, một bạn khủng long màu gà có khả năng phóng độc nha các bạn. Ở phiên bản này chỉ đang đứng gọi là vậy thôi, chưa có xè cái màng ra nha. Rồi, Dilophosaurus quất Spinosaurus phát nữa kìa, Spinosaurus nãy giờ bị quấn hoài luôn. Velociraptor, một phiên bản Charlie Velociraptor các bạn. Đó, phiên bản này cũng khá là lớn nè, rất là dữ tợn luôn. Velociraptor. Ok, cho đứng xuống thử các bạn. Và cuối cùng là khủng long bạo chúa T-Rex. Wow, cực kỳ mạnh mẽ, siêu dữ tợn luôn. Tyrannosaurus Rex, màu xanh và màu vàng. Ô la la, quá tuyệt vời. Wow, vậy là mình đã có khá là nhiều nhân vật khủng long ở đây luôn các bạn. Đó, rất là nhiều bạn khủng long nha các bạn. Ok là Wow, tuyệt vời thôi rồi luôn đúng không các bạn. Ok đó, hai bạn khủng long có khả năng bay lượn trên bầu trời nè. Đó, khủng long máy bay các bạn. Đẹp chưa? Quá xịn sò luôn. Ok, nếu các bạn thích video của mình hãy cho mình một like và một subscribe nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.